mấy ngày nay không biết có cái chuyện gì mà sao trong bụng nó cứ bồn chồn hoài, nó không có yên. Ra đây nói chuyện với mấy người cho nó đỡ lo. Kỳ lạ, cha con thằng Hậu giải phóng gần một năm rồi mà không có tin tức gì hết trời. Thiệt là lo. Ông nhắc tới anh Bảy, tôi thấy tôi có lỗi với ảnh nhiều lắm ông. Ta nói hồi ông hy sinh, thằng Hiền với thằng Hậu có một chút xíu như vậy nè. Rồi vợ chồng con nhỏ Trâm này hy sinh, để lại con Hạnh cho tôi nuôi. Thấy cái cảnh mẹ quá con coi, cho nên anh Bảy ảnh thương. Còn tôi thì cứ nghĩ còn chiến tranh, cho nên cứ hẹn lần hẹn lửa, hết 10 năm rồi lại 10 năm. Nghĩ cũng tội. Rồi thằng Hiền nó hy sinh theo ông, còn lại thằng Hậu, cho nên tôi giao nó cho anh Bảy. Giờ giữa đồng không mong quạnh một mình, tôi thấy cũng lo lắm ông à. Mà để tôi nói cho ông nghe nha. Ta nói con Hạnh á, nó kêu tôi lên thành ở với nó, mà tôi đâu có đi. Có phải ông giận tôi phải không? Giận tôi vì cái chuyện tôi không nghe lời con Hạnh đúng không? Ông thấy rồi đó, giải phóng xong mấy anh đưa tôi lên tỉnh để điều trị cái vai. Chỉ xa mọi người có mấy tháng thôi mà mồ má bị đào xới không có còn nhìn ra được. Mà tôi có trách ai đâu ông. Có lẽ mấy ảnh không quên cha con ông, không quên đồng đội, không quên những ngày chiến đấu gian lao đội bom tránh đạn. Những gì công việc bộn bề nên không kịp như mà thôi. Nên để cho dân thương đào mộ quốc mà. Những đồng đội mà giờ đây thật cho chính người.
vậy mà cũng hết một ngày. Ta nói không có chịu già là không có được. Hồi đó chạy tới chạy lui cả ngày cả đêm cũng không có thấy mệt. Giờ chỉ có việc đi ra đi vô với mấy ngôi mộ, mà nó cũng muốn bệnh. Má, đứa nào vậy bay? Con nè má. Con là thằng Phương nè má. Thằng Phương Hà Nội phải không con? Dạ đúng rồi. Trời đất ơi, bay á, bài đắt nói á, nói cái giọng nam làm tim má nhận mua hổng ra vậy à? Sao khỏe không con? Đi dạ. Vô đây, đi vô đây với má, vô đây. Trời ơi, con khỏe. Má cũng khỏe hả má? Ừ má khỏe. Trời ơi con biết không, má nhớ như in vậy đó. Cái hồi mà bỏ đổi chỗ lực của anh Bảy về đây kết hợp với quân dân địa phương, còn lẻo đèo theo má suốt ngày. Lâu lâu cái má thấy con đã lấy khăn và lau nước mắt. Má biết lần đầu xa nhà cho nên nhớ mẹ đúng không? Dạ, nhìn thấy má là con nhớ mẹ vô cùng. Vì vậy chúng con theo ba Bảy lên đường. Ừ. Em hậu cũng nhất quyết nặng nặng đòi theo. Đó, con thấy đó. Mới 14, 15 tuổi đầu, ai cho nó đi? Vậy mà nó cũng tìm cách nó đi cho bằng được. Làm má lo muộn chết. Má à, ba cũng rất lo cho má, nhưng tìm đủ mọi cách cũng không thể nào đưa em hậu về đây thăm má được. Ma biết chứ. Rồi thằng Hiền nó thi sinh theo ba nó, nơi này càng thêm vắng vẻ. À, mà quên nữa, mãi lo cái chuyện hồi xưa. Má quên hỏi làm sao mà con biết má ở đây mà con tìm vậy? Dạ, em Hạnh nói, em Hạnh cho địa chỉ con mới tìm đến đây gặp má đó. Sao? Em Hạnh gặp con hả? Dạ. Trời đất ơi, cái con nhỏ này gặp con ở Hà Nội đúng không? Dạ. Vậy mà cũng không thư từ gì về cho má mừng nữa. Con, sao con thấy em Hạnh sao? Nó khỏe không? Nó học tốt không hả con? Hả? Dạ, vừa ra Hà Nội là em Hạnh tới thăm gia đình con liền. Má yên tâm, em Hạnh rất khỏe, học rất giỏi má ạ. À. Má mừng quá, má mừng quá. Ta nói mấy ảnh muốn đào tạo nó thành cán bộ giỏi, cho nên cho nó đi học xa. Làm má nhớ nó. Nhớ nó gần chết vậy. Má à, sao má không dọn ra thành ở? Má ở đây một mình, má không thấy cực thấy buồn sao má? Con cũng nói y như con Hạnh vậy đó. Nhưng mà má ở đây là má lo chăm sóc cho mấy cái ngôi mộ ngoài kia, toàn là những đồng đội của má. Có người thì má biết, có người thì má chỉ biết đơn vị của họ mà thôi. À, con biết không, mới đây nè, có một số người có thân nhân đem về rồi, còn một số người nữa đó, cái má đang chờ cha con của thằng Hậu về đây tìm cho được thân nhân của họ, xây cho họ mồ yên mã đẹp thì lúc đó má mới yên tâm. Ủa con dạ con về đây rồi sao? Cha con của thằng Hậu đâu, sao không về cùng với con? Ta nói giải phóng gần một năm rồi mà không có tin tức gì hết trời. Con à, bộ cha con nó có khỏe không? Bộ bận lắm hay sao mà không có chịu về thăm má vậy con? Hả? Má ơi, ba và em Hậu về rồi nè má. Đêm 29, rạng 30 tháng 4, do yêu cầu đặc biệt của quân khu chỉ định, Thượng tá Tiến đã chỉ điểm, để dẫn một đồng đội tiến thẳng vào sào huyệt của địch. Lúc đó, con và em Hậu cũng trong đội quân đó. Binh ta chết nhiều vô số kể nhưng không lọt vào trong, vì quân địch canh phòng quá cẩn mật.
Em hậu gì quá nóng lòng, cho nên ôm bọc pháo đã xông thẳng vào trong. Chúng con chỉ kịp nhìn thấy em hậu quay lại gà đối. Ba ơi, hãy chăm sóc cho má của con. Và một tiếng thét, một tiếng nổ vang lên xé tan lòng ngực. Chúng con quặn thắt tim đau. Bà Tiên như chút căm hờn thét lớn. Tiến lên với hai hạt nước mắt. Và khi tiếng còi giải phóng của đài phát thanh vang lên, thì má ơi, cũng là lúc ba Tiên và em đã chết rồi má ơi. Sống thì ai mà không muốn, nhưng chết mà có ý nghĩa thì cũng cần lắm chứ con. Thôi, con ra làm sao? Coi rửa mặt rồi ăn miếng cơm cho vững bụng. Má, đi đi con. Đi đi, má không sao đâu. Một người nằm xuống, có vạn người tìm bước, máu thấm vào trong đất chỗ hoa thơm. Mẹ tiễn con đi không có ngày gặp lại, vợ gì của thằng Hậu. Dữ ác không? Bây giờ hai người mới chịu về thăm tôi, nhưng chỉ là hai cái áo. Sao hai người tệ vậy? Một năm nay tôi linh cảm có điều này, nhưng mà tôi tự nhủ với mình, nếu có xảy ra, đâu phải chỉ riêng mình tôi mà còn hàng vạn người lâm vào cảnh vợ khóc chồng, con khóc cha, gia đình tan tác. Chiến tranh nào mà không mất mát đau thương? Biết vậy.
vậy. Nhưng tôi nhớ con, nhớ ông nhiều lắm. Ông ơi, ông biết không, hồi thằng Hiền thằng Hậu còn nhỏ đó, tôi gửi nó cho người ta nuôi để tôi yên tâm đi công tác. Mỗi lần về thăm cái thằng Hiền nó hỏi, rồi thằng Hậu nó hỏi, má, má có mua mía cho con không má? Biết con thích ăn cho nên tôi đã trồng, tôi trồng trên mảnh đất thân đồng đội, dù xác thân đã chôn lấp phương nào, các con vẫn còn mãi trong tim của người mẹ mong chờ. Anh Bảy ơi, tôi xin lỗi, tôi nợ anh hoài cái hề. Sẽ nhắc nhở thế hệ hôm nay, thế hệ đang sống trong hòa bình hạnh phúc, không nhìn thấy máu rơi, không nhìn thấy nỗi đau của người mất nước, mà những người đi trước phải gian khổ thật nhiều mới có được ngày nay. Đầu họ đội bom hùng, chân họ dẫm lên xác giặc, lớp này ngã xuống thì lớp khác lại đứng lên. Nhưng họ không mong bia đá ghi tên, mà chỉ mong có cơm no áo ấm. Có những thiếu niên đêm khóc về nhớ mẹ, nhớ
thì đất đã ôm trọn tâm người. Trong gian khổ cam go, họ vẫn luôn nở trọn nụ cười. Có những bà mẹ đêm chôn xác con mình trong dòng nước mắt, rồi ráng ngày lại cầm súng dâng lên. Có những trẻ thơ chưa thấy ánh bình minh, đã theo mẹ nó hy sinh vì bom đạn. Những người vợ chưa tròn đêm hôn lễ đã dội ra đi khi chiến trận chưa tàn. Xác thân của họ đã hòa vào lòng đất, đất nở hoa cho đời nghe thương thương. Thế hệ hôm nay phải nhớ loài hoa đất ấy được nở lên từ xương thịt của tiền nhân. Mẹ không còn vì không những đứa con lần lượt xa. Man.